Chương trình này được bảo trợ bởi công ty điện lực V247 Power, công ty điện đầu tiên của người Việt Nam với hóa đơn tiếng Việt. Nếu quý vị muốn tiết kiệm tiền điện, xin hãy gọi đến công ty điện lực V247 Power 1-855-990-9000, 1-855-990-9000 hoặc v247power.com. Vinashop 1-855-855-5888, 1-855-855-5888. Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng thiên tế Vinashop 1-855-855-5888. Oyster Max Go, sản phẩm dành riêng cho phái mạnh, bổ thận, tráng dương, tăng cường khả năng nam giới, bảo vệ hạnh phúc gia đình. Vinashoptv.com 1-855-855-5888. Xbox, ngôi chợ Á Châu tốt nhất tại Hoa Kỳ kể từ năm 1982. Good morning, sunshine. Xin kính chào tất cả quý khán giả của hệ thống Việt TV Radio. Và kính thưa quý vị, đây là chương trình Cà Phê Sáng hôm nay. Một ngày rất là đặc biệt thưa quý vị. Ngày mùng 2, ngày 2 tây tháng 2 năm 2022, sương mù dày đặc ở thành phố Houston. Chúng tôi mời quý vị thức dậy uống cà phê cùng với chị Bích Loan, anh Vũ Kiểm và Tường Minh. Chào tất cả quý vị và chào chị Loan, anh Kiểm. Chào anh Vũ Kiểm, chào Tường Minh và xin kính chào quý khán thính giả của Việt TV Radio. Một lần nữa Vũ Kiểm kính chào quý khán thính giả, chào cô hàng cà phê Tường Minh và chị Loan. Chúc mừng năm mới, ngày hôm nay mới là mùng 2 mà. Mấy thấy hai chị mặc áo dài, đẹp quá, cà phê xong đi chùa chứ hả? Tính vậy đó, em thấy hôm qua thì mùng 1 Tết rồi mặc áo dài rồi xong rồi mùng 2 Tết thì chị Loan cũng nói chứ thôi vẫn còn mùng thì mặc áo dài ha. Nhưng mà mặc áo dài không thấy đi chùa mà thấy chị Loan lắc bồ cua không à? Hôm nay đó, cái chủ đề mà Loan tính nói á, là mình chia sẻ cái niềm vui của ngày mùng 1 Tết. Thành ra khi mà Tường Minh nói cái câu này á, là Loan nhớ tới cái chủ đề của mình. Nên là mình sẽ vô luôn cái chủ đề của mình là... Đầu tiên á, là cái niềm vui mà Loan muốn chia sẻ cùng anh Vũ Kiểm, Tường Minh cũng như quý khán thính giả đó, là khi mà Loan bước chân qua đất nước Mỹ này, Loan không bao giờ Loan được nghĩ rằng là khi mà qua tới nước Mỹ rồi mình sẽ được hưởng cái Tết với những cái niềm vui rất là truyền thống giống như ở bên Việt Nam, nhưng mà rất là một cái điều hết sức là bất ngờ và vui vì mình được làm việc cho một cái công ty Việt Nam. Và khi mà làm việc cho công ty Việt Nam thì Loan được có cái dịp hưởng hết tất cả những cái niềm vui của ngày Tết. Ví dụ như mỗi năm trước khi mà có cái đại dịch Covid đó, thì là có múa lân nè. Rồi trong cái văn phòng office đó, ngay cái front desk thì là để một cái mai vàng rực rỡ. Rồi những cái chậu hoa cúc trưng bày rất là Tết và treo những cái bao lì xì, những cái thanh pháo. Và ngoài ra còn những cái lời chúc Tết và boss thì cũng lì xì cho nhân viên. Trời ơi, rồi sau đó quên Loan còn kể thêm một đoạn nữa. Sau khi lì xì rồi còn được cùng nhau tụ hợp lại để chơi lắc bầu cua hoặc là chơi những cái đánh bài để mà coi như lấy những cái lucky, những cái niềm may mắn của ngày Tết. Thành ra Loan cảm thấy một cái niềm vui rất là lớn của Loan là mình có được những cái niềm vui truyền thống của ngày Tết giống y như là bên Việt Nam. Thì không biết là anh Vũ Kiểm, Tường Minh và quý khán thính giả có những cái niềm vui nào vào cái ngày mùng 1 Tết vừa rồi thì chia sẻ với nhau. Dạ, có. Cà phê. Có quý vị nói là không nghe được nhưng mà Tường Minh thấy thì vẫn nghe được bình thường. Không biết là quý vị thì như thế nào, bây giờ nghe rõ hay chưa? Đúng như chị Loan nói thì nhất là ở xa quê hương, ở Houston cũng như là ở Cali thì chúng tôi thấy không khí Tết nó rất là rộn ràng. Rồi xong rồi ở Virginia nữa thì chắc chắn là những cái khu chợ Việt Nam lớn thì không khí Tết lắm. Ở Houston không bằng Cali ha. Cali trong cái khu Phước Lộc Thọ thì những cái gian hàng hoa, hoa lan, rồi hoa mai, hoa đào, bánh trái, pháo, đủ thứ hết bao lì xì họ bày ra đi ngang qua thì giống như là phía sau của chợ Bến Thành vậy đó. Rồi trái cây nữa. Nhìn nó vui lắm. Mình thì cũng có nhưng mà mình thì không có bày ra ngoài đường giống như vậy. Không có bày ra ngoài sân, không có bày ra trước chợ. Mình nghĩa là có nhưng mà mình phải bước chân vô trong chợ thì mình mới mua. Thì nó cũng có khác biệt nhưng mà cũng vui. Mỗi nơi đều có không khí riêng hết. Đài cũng có, không ai nữa không biết. Nãy chị Lan nói chứ thấy vui, không biết ai đi khiêng. Không, Long cũng có góp phần. Dạ. Christy Lê đó lâu lắm rồi không xem ha. Bây giờ thì
chị Loan muốn mời quý vị thì không khí Tết nó còn nóng hổi. Mới ngày hôm qua thôi, hôm nay mới là mùng 2 thôi, là thứ tư ha, rồi thứ năm, thứ sáu quý vị cũng còn đi làm, chắc chắn là thứ bảy thì sẽ đi chùa, đi nhà thờ rộn rã hơn, sum họp gia đình, chủ nhật thì sum họp gia đình để mà ăn Tết. Thì Tết năm nay thì trong cái ngày thường, không biết là đối với anh Kiểm thì cái ngày mùng một Tết thì anh thấy cái điều gì vui nhất cho anh ở đây nè, ở ở Hoa Kỳ, ở Mỹ rồi nè, cái ngày mùng một Tết có gì vui cho anh ở xứ người hả? Mỹ, Mỹ đấy, ở Mỹ, Mỹ Cali rồi Mỹ Houston, anh nơi anh đã từng bước chân qua. Thực ra thì bây giờ chúng ta ở đây, nếu mà nói từ cái dấu mốc thời gian 1975 đó là 40 mấy năm rồi, 44, 45 năm rồi. Mỗi năm nó có mỗi cái sự thay đổi. Những ngày đầu, tức là cái đợt những người đi trước tôi như ông anh lớn, ông ở trong quân đội, ông đi đúng cái ngày coi như là 30 tháng 4. Thì lúc đó dĩ nhiên Tết với nhất gì? Cộng đồng chưa thành lập, hàng quán chưa có Việt Nam, đúng chưa? Thì chỉ là cái, những cái Tết ở trong cái tâm tưởng, hoài bão nhớ về thôi, chứ còn chưa có bất kỳ một cái gì gọi là thực tế là Tết. Bánh chưng cũng không có gạo để nấu. Những cái món truyền thống chưa có, mặc dù đã có chợ tàu rồi đó, nhưng mà vẫn chưa có đầy đủ. Sau đó tới cái đợt 80 thì nó cũng đi theo hai cái giai đoạn, cái chu kỳ của cái vấn đề thời sự và chính trị. Nhờ ông Bill Clinton, cái chính sách của ông cởi mở, lift cái trade embargo đối với lại Cộng sản Việt Nam. Chưa toàn diện nhưng cái vấn đề lưu thông nó tương đối nó mở. Sau đó là tới phiên ông Obama là mở toàn diện. Thì lúc đó hàng hóa đi đi về về nó quá dễ. Chúng ta thấy nó bắt đầu hàng Việt Nam nó khởi sắc đủ các thứ hết. Thì từ đó trở đi mới có những cái mà vẫn tiếp tục có cái gì làm lại đó truyền thống. Bây giờ hầu như là Việt Nam có gì bên này không thiếu thứ nấy. Hồi xưa bên này mà đi hỏi vợ gả chồng hoặc là làm gì có chầu cau thật, toàn là bằng bằng nhựa không thôi. Bây giờ là cũng có đầy đủ. Thấy không? Thì à, bây giờ trở ngắn lại, ở cái giai đoạn tôi khi mà tôi qua 2 năm đầu học ESL ở trên tiểu bang Indiana đó, ông anh tôi được một cái nhà thờ Notre Dame bảo trợ đó. Thì hoàn toàn là chỗ đó chỉ có hai gia đình Việt Nam thôi. Có biết nhau thôi nhưng mà không hề có bất kỳ một cái phương tiện nào khác để mà có thể làm thành ra là có một cái ẩm thực, cái màu sắc của cái không khí hoặc là cái ẩm thực của Việt Nam hết, chứ đừng nói là cái dịp Tết. Sau đó thì quá lạnh, chịu không nổi, đi về Cali vào năm 79, đầu năm 80. Thì lúc đó thì mới thấy là có một cái vùng rộng lớn là nhiều người Việt. Và cũng có lúc đó tôi nhớ trên Bosa chỉ có chợ duy nhất là chợ Hòa Bình. Ở những trên Lost phố Tàu thì cũng có, nhưng mà không phải là truyền thống là của cái chợ Việt Nam. Thì từ đó thì nó bắt đầu nó phát triển cho tới ngày nay. Vậy thì ngày hôm nay niềm vui của anh trong cái ngày mùng 1 Tết là gì? Không có niềm vui nào hết. Tại vì tôi thú thật là một cái người cũng có vẻ là đi trên mây á. Cái tư tưởng của tôi nó lạ lắm. Những cái ngày Giáng sinh, ngày Tết thì tôi không có cho nó là đối với tôi là có cái gì để lại kỷ niệm hết. Và đặc biệt là những ngày Giáng sinh, như tôi đã từng nói là cái kỷ niệm đau buồn không thôi. Tại vì có những người thân anh mất đúng vào cái dịp đó. Thành thử ra không có gì. Tôi không có cái suy nghĩ giống như là những người thanh niên khác hoặc là những trẻ nhỏ khác. Là mong tới ngày Tết như là mong mẹ đi chợ về mang quà. Mong mặc một bộ áo mới, bộ đồ mới, không có. Cái suy nghĩ của tôi nó lập dị lắm. Vậy là trong anh, cái ngày mùng 1 Tết là nó bình thường như ngày bình thường? Như mọi ngày, một ngày như mọi ngày. Đặc biệt là tại vì ở Mỹ. Tại vì mình, đối với tôi vẫn phải đi làm. Không có gì khác hết cả. Có lì xì cho con anh không? Dĩ nhiên là có những cái... không? Thì dĩ nhiên họ dạy cho nó những cái bắt đầu như vậy về cái truyền thống của Việt Nam. Vừa dạy tiếng Việt và cho nó biết về nhớ về cội nguồn là như vậy. Nhưng đối với cá nhân của tôi, ngày Tết thường là rơi vào ngày thường, phải đi làm cho một cái hãng sở Mỹ. Nghĩa là chỉ có nói thôi chứ không có hành. Nghĩa là chỉ có nói hôm nay là Tết, nhưng mà không có thực hành cái ngày Tết ở trong gia đình của anh.
Không, tôi vẫn bày cũng biện hàng năm. Có, vẫn có một cái bàn hương án, mặc dù là Công giáo, nhưng mà vẫn có hoa lê dơn, hoa cúc vàng, hoa mai để mà thờ cúng bố mẹ và các anh. Có đầy đủ hết. Không có tới cái, không có tới cái độ bắt con tôi phải mặc áo dài khăn đống và đứng khoanh tay để mở như vậy. Tại vì nó cũng đi học. Nhưng mà con, nhưng mà mình có một cái buổi chiều gia đình tụ họp với nhau. Nhưng mà con anh thì nó có vui vào ngày Tết không? Con anh nó, anh cảm thấy, anh có thấy cái cảm giác của nó là không, nó vui vào ngày Tết không? Cái cháu sinh ở bên này, khi mà ở cái bậc tiểu học đó, thì có một cái cô giáo teacher X chuyên dạy về tiếng Việt, tiếng Anh cho những người mà mấy đứa bé. Thì cô lâu lâu quy tụ được một số các phụ huynh học sinh tổ chức cái ngày truyền thống thì cũng khuyến khích bố mẹ cho các cháu mặc áo dài đến đi học. Tại vì cô đã xin trường ngày hôm nay là ngày Tết Việt Nam. Đâu được nghỉ, tại vì nó đâu nằm trong cái holiday calendar của khu giáo dục, khu học tránh đâu. Đúng chưa? Nhưng mà đặc biệt những cái lớp đó thì cô khuyến khích cho mặc áo dài như vậy. Thì ở cái tuổi đó làm sao nó biết bố mẹ nó mặc gì thì mặc thôi. Còn bây giờ cháu con tôi, cái thằng này nó 12, gần 13 tuổi rồi. Nó cũng không háo hức về Tết, nó chỉ biết vậy thôi, chúc mừng năm mới. Đó, tiếng Việt là vậy. Lì xì thì cũng biết mở lì xì thôi, thì cũng biết ok, cái mệnh giá của đồng tiền 10 đồng, 5 đồng, 20 đồng là bao nhiêu thôi. Chứ không, không tỏ ra cái gì hết cả. Nó rất là ngược lại với con của em luôn. Coi như ba giao thì con vậy thôi. Con của em đó thì thường thường em không có bắt buộc. Nhưng mà nó Tết đó thì nó biết, nó rất là vui, nó chờ đón Tết. Tại vì có những cái chương trình văn nghệ ở nhà thờ để đón giao thừa. Thì nó rất là hào hứng để mà nó tập. Và nó rất là thích mặc áo dài. Và cái ngày Tết đó, thì tự động nó gọi điện cho mấy bạn của nó. Nó nói ngày mai là nó sẽ mặc áo dài. Tại vì ngày mai là Lunar New Year. Nó sẽ mặc áo dài đi học. Em không có gợi ý, em không có nói gì hết. Nhưng mà tự động thấy nó gọi điện. Nó nói là bạn nó đấy, mai là mình sẽ mặc áo dài đi học nha. Thì hỏi chứ con có chắc không? Tại vì mình không biết nó có chắc không, nhưng cuối cùng nó chắc. Rồi sáng là nó cũng tự mặc áo dài luôn. Em không có cần nhắc, nó là 11 tuổi. Rồi mặc áo dài đi vô. Thì hôm qua tối về em cũng có hỏi là hôm qua như thế nào. Thì nó nói chứ mọi người vui lắm. Hỏi chứ tại sao con mặc cái áo này đi ngày hôm nay, thì con giải nghĩa với mọi người là ngày hôm nay là Lunar New Year. Mà Lunar New Year thì là mặc áo dài rồi này kia. Nó đem thêm một bộ đồ để lúc mà cái giờ thể dục cháu sẽ thay đồ ra. Nhưng mà cuối cùng thay đồ ra, tập thể dục xong rồi, chơi thể dục xong rồi, thì nhà trường, các cô, các bạn lại yêu cầu thay lại cái bộ áo dài để chụp hình. Thì nó so proud, nó rất là tự hào về cái điều đó. Và về nó cứ líu lo, nó khoe là hôm nay nhiều người chụp hình với con lắm. Nhận được nhiều lời khen ngợi nữa. Nó rất là thích Tết. Và nó cũng tự nghĩ ra được những cái câu chúc Tết bằng tiếng Việt. Rất là ngộng nghĩu, giống như anh Kiểm nói, nhưng mà nghe rất là vui. Con chúc cô mạnh khỏe, chúc cô xinh đẹp, chúc cô giàu, đơn giản vậy. Mà em nghe thấy mỗi lần mà nó chúc giàu nhé, là mấy cô mấy chú cười ơi là cười luôn. Mà nó không, nó nghĩ ra, nó không biết là nó đi tìm, nó sợt làm sao đó. Thì nó có những cái lời chúc rất là ngu nghê, rất là ngắn, không có văn chương gì cả, nhưng mà nó nói được. Thì mình cũng thấy là cái đó là cái niềm vui của ngày Tết ha, trong gia đình con cái. Đó, nó khác như vậy. Còn con của chị Loan thì lớn rồi, thì không biết là có trông Tết hay không. Dạ, even là nó lớn rồi, nhưng mà nó, Loan thấy con Loan nó cũng rất là vui vào ngày Tết. Thì nó cũng tiếc, vừa rồi Christmas nó về thì nó nói tiếc quá, năm nay Tết con không về được. Như vậy Loan, con bị miss cái red envelope rồi. Đó là cái điều mà vui nhất của nó ngày Tết. Thành ra nó không về được thì nó rất là, nó nói con tiếc quá, con bị miss rồi. Nó thích nhất là lì xì đúng không? Dạ, đúng. Còn rồi, em thì nó cũng thích, nhưng mà em thấy nó không có care lắm. Chắc là nó chưa biết tiền nhiều. Thành thử ra nhận được thì cũng mở ra coi là bao nhiêu. Rồi xong thì có cái thì nó cất, hay nó gửi cho mình cất, hay là đi vô nhà thờ mọi người xếp hàng lên lấy lì xì. Chúng tôi xin chào một thính giả trên đường dây. Hello. Dạ rồi, xin mời. Xin chào. Hello, hi, chị Vân. Chị Vân hả? Chị Vân đúng không? Dạ, chào chị. Dạ. Lâu lắm rồi mới nghe chị Vân gọi đó nha. Tại vì Tết cái Tết như vậy, dạ không, em cũng ở nhà đi làm rồi chuẩn bị Tết nhất này kia, rồi em không có rảnh. Dạ.
Đó. Dạ. Vui nhất là gì chị? Dạ. Dạ. Thì cái ngày hôm qua thì em cũng vẫn phải đi làm thôi. Thì cái dạ thì cái ngày hôm qua đó là vừa mới vô tiệm thì buổi sáng thì em không biết là cái người chủ của em á mọi năm á thì kỵ cái ngày mùng 1 không có cho tiền ra. Ừ. Giống như là lì xì thợ á là lì xì cái ngày 30 Tết. Dạ. Mà không biết làm sao mà tự nhiên cái hôm qua sáng hôm qua vừa vô cái xong cái là cái người chủ á hai vợ chồng đưa luôn cả vừa bao lì xì mà vừa bao chết lương luôn. Vậy đó mới xin. Mà mỗi năm là không bao giờ, mỗi năm là kỵ, mỗi năm là cũng có đâu, ngày 30 Tết á hả là đưa chết lương bao lì xì đưa luôn ngày 30 luôn chứ không có ngày giao ngày mùng 1. Mà hôm qua là tự nhiên sáng mùng 1 vô cái là cái đưa chiếc lương cho nhân viên xong rồi tôi qua cái là rút bao lì xì ra, lì xì cho nhân viên luôn. Vui ha. Dạ. Bất ngờ không? Bất ngờ. Vừa bất ngờ mà vui nữa. Mà em nói chị Minh Duy, chị Lan Duy, chị biết là từ em làm tiệm cũng phải là 7 năm nay rồi. Mà em chưa bao giờ mà phải nói là em nhận được một cái giống như là cái người chủ mà giống như người ta tỏ bày với nhân viên mình á, giống như là không có phải là ấy xong đưa xong vậy rồi thôi thôi. Mà đưa xong rồi còn tới ôm hai vợ chồng của người chủ á. Tới ôm em đó rồi cái nói là thôi vợ chồng anh chị chúc vợ chồng em sang năm mới mọi cái gì nó tốt đẹp rồi vợ chồng em mới làm ăn suôn sẻ phát tài. Mà vì Minh với anh Kiện với chị Lan đến là 7 năm nay em làm chưa bao giờ em nhận được như vậy. Mà năm nay là cái năm đầu tiên trong 7 năm của em. Vui ha. Dạ dạ chị được appreciate rồi. Rồi chị xong, được công nhận rồi đó. Rồi cái xong tối về. Rồi cái tối về cái tự nhiên bốn đứa con em nó trong phòng nó chơi nó chạy ra nó nhào ra. Nó tự nhiên bốn đứa chạy ra nhào ra. À, chúc mừng năm mới mami. Mặc dù là bốn đứa sanh đẻ bên này. Nói được tiếng Việt. Mà em nó nói tiếng Việt mà em chị Minh chị Lan với chị Kiệm em hoàn toàn em không có dạy cho nó tiếng Việt. Em không có dạy cho nó tiếng Việt. Vậy chắc bà nó lén lén làm chị bất ngờ. Mà em không hiểu tại sao nó biết ngày hôm qua là Tết Việt Nam. Nó biết. Mà em đâu có chạy, em đâu có nói. Em nghĩ là chắc có thể là tại vì nó thấy em ở nhà em chân rồi cái này cái kia thì nó biết thôi. Thì ông xã của chị Vân nói đó. Vui hả? Quá vui. Nghe chị kể hai cái đó rất là vui. Vừa bất ngờ mà vừa thì vui. Cái đó, đó thì cái đó em nói thật chị Minh với anh Kiệm với chị Lan là cái đó là cái mà em nhận đầu năm của em nghĩ là chắc năm nay em sẽ may mắn cả năm. Mà tại vì đầu năm mùng 1 Tết em đã như vậy rồi. Vui. Dạ. Cảm ơn chị Vân nha. Cảm ơn chị Vân. Chào chị. Cảm ơn chị Vân. Chúng tôi xin chuyển đường dây sang một thính giả kế tiếp ạ. 0684. Yeah, Happy New Year, Quốc Tây. Chào anh Quốc. Chào anh Quốc. Mùng 1 Tết sao anh Quốc? Thì vui là con lớn nó dọn ra, nó phải đi học ở gần trường, tại nó xin scholarship thì nó dọn ra mình cũng nhớ rồi nó đi về gặp nó thì vui, rồi cho lì xì vui nhất là nó tươi nhất luôn. Trên anh có đi lễ đi lọc gì không, có đi ra ngoài cộng đồng không? Không, sợ COVID, thật sự sợ COVID. Mình năm rồi bị dịch tưởng là không quen, là sợ quá không dám đi cộng đồng. Muốn có ý kiến như vậy nè, làm cái cà phê chiều đi, thử coi tăng cái lượng khách đại đi. Làm cà phê chiều chiều không có làm cà phê. Em mai mốt chiều em sẽ làm gì đó happy hour, chiều là phải nhậu và nói chuyện mặn hơn. Đúng, tại tăng cái lượng
chiều cái người ta vô thử đi ngói xếp thôi Kevin, thử đi được á. Dạ sẽ okay. Sẽ làm happy hour anh Quốc gọi vô nha. À. Okay. Rồi thank you, thank you, thank you bạn. Dạ. Chúng tôi mời quý vị tiếp tục gọi vào 713-931-1560. Đối với quý vị thì cái niềm vui trong cái ngày mùng 1 Tết là gì? Nếu mà nói về cái niềm vui ngày mùng 1 Tết á, em có vẻ rất là enjoy cái ngày Tết nha. Em thấy cái gì cũng vui hết. Em nói thiệt luôn á, nếu mà kể ra nhiều lắm. Nên nếu mà kể ra thì để cho quý vị kể đi. Chứ tụi mình kể hồi là hết luôn á. Tại vì em thấy cái gì đối với em nó cũng vui. Nãy chị Loan có kể đó là đi làm ha. Rồi đi vô, rồi muối lân ha, rồi lì xì ha, rồi bắt đầu đi xuống bếp, ăn chung với nhau, bánh tét, có bữa có khi thì chiên, có khi thì không. Ăn những món ăn rất là truyền thống. Nem, rồi dưa món, rồi đủ thứ hết, đồ Tết, mứt nữa. Thì thấy nó xung vầy lắm, nó gần gũi, nó xung vầy, nó vui lắm. Mời một thính giả trên đường dây. Hello chị, and good morning. Em chúc đài một năm mới nhiều sức khỏe, bình an và mọi sự may mắn. Dạ. Cảm ơn chị. Dạ, em có em có câu chuyện cũng vui lắm. Em có thằng con trai đó, cháu nó học tiếng Việt ở nhà thờ, rồi nó tiếng Việt cũng rất là rành. Rồi cái hồi nhỏ cái mỗi lần Tết tới đó thì ông bà ngoại cứ dạy cháu là mỗi lần mà Tết thì gặp người lớn thì phải khoanh tay chúc Tết ông bà. Thì mỗi lần cháu chúc Tết á, khi cháu học được một câu em cứ nhớ hoài, vui lắm. Bây giờ cháu nó lớn rồi. Trước nhất là chúc ông bà nhiều sức khỏe, mọi sự may mắn và tiền vô như nước. Nó nói tiếng Anh rồi nè. Tiền nước hay là chảy, nước chảy hoài mà tại sao giống như nước. Ý là nó chảy ra đó hả? Dạ, cháu nói vậy đó. Ngoại bà ngoại không biết cái nghĩa làm sao. Cái nói với chú với bác các nghĩa nó cũng không, nó cũng nó không nó gọi là disagreement. Cái water nó chảy mà tại sao là tiền vô như nước, nó không hiểu câu đó. Cái em nhớ ngoài vô nó chị. Tới bây giờ cháu nó lớn rồi á, nó đi chúc nó cũng nói con không chúc câu đó. Không chịu. Cũng nhất định không chịu. Không chịu tiền vô như nước. Cái đầu của nó là cái trong mai nó nói là nó không đồng ý câu đó, không có ai giải thích được cái câu đó rõ ràng cho nên nó không có đồng ý câu đó. Tiền chảy vô tụi ào dạ như thác vậy đó. Dạ vô đó mình nó không có hiểu cái văn hóa của mình cái câu đó đó. Mỗi lần Tết thì sao trong nhà chị không khí như thế nào? Mùng ngày mùng 1 chị đã làm gì? Ngày mùng 1 thì cũng vui là sáng đi nhà thờ sớm chơi, bận áo dài, rồi cháu cũng bận cái gọi là cái áo dài phong tục đó, rồi đi chụp hình ở nhà thờ, rồi về đọc kinh cho gia đình, rồi ăn cơm bánh tét, bánh chưng, dưa món, rồi cũng đủ thứ trong gia đình là mứt, trà, rồi tối thì cũng bỏ cái chơi cái bầu cua cát cờ kia cho cháu nó vui đó chị. Cũng có không khí Tết lắm. Vui tưng bừng hả, vui hả, không có thì buồn lắm. Rồi cảm ơn các anh chị trên đài. Chị cảm ơn chị. Xin mời 3411. Dạ. Dạ, 411 hả? Dạ, đúng rồi cô, tắt cho con dùm cái tivi nha. Nhưng mà trên tivi vẫn còn đang nói mà. Tắt cái tivi đi thì nó hết nói chuyện trên phone thôi. Tắt đi, tắt đi cô. Tivi nó chậm lắm. Nó truyền từ từ nó mới tới. Hello. Rồi. Xin chào cô. Chào tất cả cà phê buổi sáng. Chào cô. Mọi người vui vẻ chứ? Vui lắm luôn. Rất vui. Cô thì sao? Tôi hôm nay tôi chia sẻ niềm vui của gia đình tôi. Tại vì năm nay á, các cháu á, nếu mà chờ đến tuần tới á, chủ nhật á, thì nó cũng hơi trễ một chút. Thành ra cái niềm vui nó được trọn vẹn. Thành các cháu nó nói là thôi năm nay chúng con tổ chức giao thừa. Thì thứ hai thì các cháu nó đi làm thì có đâu không 2-3-4 đứa thì nó được nghỉ ngày thứ hai. Tại gia đình như tôi tổ chức ngày thứ hai để vui trước Tết. Đón nhà thừa. Thì gia đình tôi á thì nói các anh các chị biết á rất là đông. Tới 7 đứa con lận.
Mà cháu thì 19 đứa. Thành năm nay các cháu nó nói rằng sẽ tổ chức một cái Tết rất là hoành tráng để ghi lại những cái kỷ niệm còn lại của bố mẹ đây. Sợ rằng những ngày kế tiếp là bố mẹ không còn nữa. Thành nó huy động tất cả từ trên xuống dưới các cháu, dù đứa cháu nhỏ nhất mới có 3 tháng thôi, cũng mặc áo dài hết. Trai gái mặc áo dài hết. Ông bà cũng mặc áo dài luôn, xong rồi chụp hình chụp ảnh từng gia đình một, rồi đại gia đình. Rất là vui, rất là hân hoan, tại vì năm nay mặc đẹp, chứ mọi năm thì cũng mặc quần áo, đứa nào muốn mặc cái gì mặc, không có bắt buộc. Nhưng năm nay mặc áo dài hết. Thành ra cái niềm vui đó đã rất thích vui rồi. Rồi năm nay các cháu nó cũng như là trang hoàng nhà đó. Rất là đẹp. Đằng trước đằng sau tổ chức rất là đẹp. Đằng sau thì có cái patio lớn thì để ăn, còn đằng trước ấy thì chúc tuổi. Thành ra trước khi mà ăn uống chúc tuổi thì là bắt đầu là chụp hình đã. Chụp hình từng gia đình, từng gia đình, từng gia đình. Để lưu lại những cái kỷ niệm đó. Xong đó rồi bắt đầu là mới ăn uống. Ăn uống xong mới gì vô chúc tuổi. Thì từng các cháu nó chúc tuổi ông bà trước. Rồi ông bà chúc tuổi từng gia đình một, chúc tuổi rồi lì xì từng gia đình một. Nhưng mà cái niềm vui ngày hôm nay là tôi thấy những đứa cháu chúng tôi nó sinh ra ở bên nước Mỹ này. Mà hôm nay có một thằng ấy thì nó mới vô đại học năm đầu tiên. Mấy thằng kia cũng vô đại học, nhưng mà mấy thằng kia nó chỉ chúc là ông bà là khỏe mạnh, rồi đầy tràn ơn Chúa, rồi tiền vào như nước đấy. Nhưng mà có một thằng nó chúc mà làm cho tôi rất là vui. Nó nói sao các anh chị biết không? Nó nói này này, con sẽ cố gắng học hành thành đạt, thành công để cái niềm vui đó cho ông bà. Thấy không? Nó chúc rất là có ý nghĩa. Mà tôi vui, rất là vui. Thành ra nó rất là vui lắm. Ngoài xong cái đó rồi đó, bắt đầu gia đình ăn uống vui vẻ thì mọi khi các cháu nó ăn thì đa số nó ăn theo cái kiểu mà Hàn Quốc rồi Campuchia hay là nói chung là các nước. Nhưng mà năm nay nó nói vì năm nay là ngày Tết, thành ăn theo truyền thống. Truyền thống thì có những cái gì biết không? Chả giò rồi này, nem nướng này, nói chung là những ăn Việt Nam hoàn toàn 100%. Chứ không có ăn theo những cái Hàn Quốc nướng thịt, nướng riết, nướng gì hết. Ăn theo kiểu Việt Nam. Không barbecue gì hết. Năm nay ăn theo kiểu truyền thống. Nên là ăn những đồ ăn Việt Nam, cũng như là ngày xưa lúc ở Việt Nam ấy thì đến nhà bà ngoại ấy, bà nội cho ăn sao thì bây giờ năm nay cho ăn như vậy. Nên nó không có ăn như vậy. Thành cái đó cũng là niềm vui riêng của cái đất nước Việt Nam chúng ta chứ. Thấy không? Rất là vui. Và là vừa ăn vừa chuyện trò vừa rồi cháu á, nó đốt một phong pháo dài 4-5 mét. Pháo á thì mấy người ta gọi vô, người ta hỏi pháo thật pháo giả đó. Cái mấy đứa nào trời ơi lửa tóe lên mà khói tùm vậy mà pháo giả ra được, pháo thật. Rất là vui. Chứ không có phải đốt pháo theo cái kiểu mà bên Mỹ nguy hiểm cháy nhà, còn cái này đốt pháo nổ. Vui quá là vui vậy đó. Hân nồng rất là hân hoan. Chúng tôi thì cũng già rồi nhưng mà ngày hôm nay rất là vui. Ngoài những niềm vui vui chung như vậy thì chúng tôi này cầu nguyện trước khi ăn á, hát một bài tạ ơn Chúa. Rồi nhớ đến tổ tiên, nhắc các cháu là nhớ đến tổ tiên ông bà, đọc một kinh cầu nguyện cho tổ tiên nội ngoại ông bà. Đó thì cái đó vấn đề tinh thần cũng là vui rồi. Thấy không các anh các chị thấy không? Cầu nguyện cái ngày đại gia đình đâu phải dễ gì gặp được đại gia đình lớn như vậy mà hợp nhau lúc đó để mà dâng lời cầu nguyện lên Thiên Chúa của gia đình mình. Thành ra niềm vui nó tràn trề, phải nói là tràn bờ luôn. Kể, cũng thấy quá thấy vui rồi. Nghe cô kể con cũng nghe vui quá luôn. Vui lắm. Chúc mừng cô, chúc mừng cô, gia đình cô luôn. Các anh chị biết không? Lì xì thì các cháu tôi kể hơi dài chút, tại chúng ta cũng còn đầu giờ. Lì xì cho các cháu năm nay á, tôi sộp lắm, tôi lì xì cho mỗi cháu 100 luôn. Nghe cô kể là đông lắm á nha. Có 10, 7 người con, 19 người cháu, 26 bao á cô. Xong sau đó rồi ra anh chị biết là bắt đầu ăn xong là tôi nó đánh bài này, sóc đĩa, nó chơi tam cúc này kia là đủ thứ đó. Rồi qua ngày mùng 1, anh chị biết không, cái niềm vui nữa là cái gì không?
chúng ta cùng đến nhà thờ để tạ ơn Chúa đầu năm. Nhưng mà cái niềm vui nhất là nhà thờ lì xì cho mình một tờ giấy đó, thì trong đó có một lời Chúa. Thấy không? Bên Công giáo mình có lời Chúa trong đó, mà tôi mong ước cái lời Chúa để Chúa dạy mình trong một năm đó, xem mình năm nay cô bắt được cái lọc thánh gì. Lấy lọc. Thế mà tạ ơn Chúa tôi được một cái lời Chúa như này này, chị Tường Vi tại Tường Minh, tại chị Công giáo, thì tôi cũng chia sẻ với chị. Chúa nói sao biết không? Tại tôi nói là Chúa nói với con điều gì trong trong năm nay. Chúa nói về này: ta đã chọn con trước khi tạo thành vũ trụ. Trời ơi, nó vui gì mà nó vui. Thôi cô năm nay là coi như là trọn vẹn quá là perfect luôn, đầy đủ hết. Thành tôi nói là cái niềm vui năm nay vui quá rồi, vui là Thành nghe tôi cũng chia sẻ cái niềm vui đó cho mọi người. Dạ, cảm ơn cô. Dạ. Để làm chương trình cũng cảm thấy vui lây. Chắc chắn là quý vị ở bên ngoài nghe qua lời hào hứng của cô kể, chắc chắn quý vị cũng cảm thấy được một cái không khí Tết rất là tràn ngập trong từng gia đình ha. Dù là chúng ta sống ở đây, ở hải ngoại, nhưng mà qua lời kể của cô thì thấy nó rất là đượm cái chất Việt Nam, không có phai nhạt đi đâu được hết. Chúng tôi xin chuyển sang một thính giả kế tiếp ạ. 9860. Hello. Dạ. Xin chào cậu Sư Sáng, tôi là Trần. Dạ, chào chú Trần. Chào bác. Tôi đóng góp chút ý kiến, tôi đồng ý với ông Vũ Kiểm. Là bởi vì rằng là một ngày như mọi ngày. Tâm trạng thực sự là nó như thế, ông nói đúng như thế. Người ta vui cũng một ông thủ tướng Việt Cộng hồi xưa ông có nói là cũng có triệu người vui, cũng có triệu người buồn. Dạ, đó đúng, chính xác như vậy. Đúng là như đúng vậy, như thế. Cũng có một số như là chẳng hạn như là gia đình nhà tôi đó, đến cái Texas này nó thì mới trong tất cả Texas thì mới có hơn 3.000 người thôi. Việt Nam thôi, mà lúc đó là vô cùng là đồ ăn Việt Nam nhờ. Hay nhất là mấy bà mà bà ấy nhiệt đầu đó. Rồi mấy bà ấy thèm, mấy bà ấy rõ rãi ra rồi nó nhạt mồm nhạt miệng gì đó mà mấy bà ấy. Vâng, đi lấy những các cái vỏ cây, những cái gì không phải là trầu mà để nhai đó. Nó hiếm đến nỗi như vậy. Mà lúc đó là mấy cái siêu thị của Mỹ như là Jumbo, những cái gì đó bây giờ tôi quên hết rồi. Nó bán thịt heo nhưng mà nó không có da. Đúng rồi. Tôi cái giai thoại mà bọn tôi và trong đó và có các người khác nữa đến đất Mỹ là sau 75 đó. Quả tôi không có vui mừng chút nào hết. Quá như là vất vả, quá như là thiếu thốn. Nhưng mà người Mỹ họ giúp đỡ tận tình, là bởi vì rằng là lúc đó mình đứng bằng cái gọi là I-4 tạm dung đó, chúng tôi không biết tạm dung hay không lúc đó cả. Thành thử đem ra cái gì người Mỹ họ cũng báo quát, họ cũng giúp đỡ mình hết. Đi học chữ Anh ngữ thì lại được tiền. Ông Trần ơi, mình tóm gọn chút xíu đó, là trong hồi nãy ông đó chia sẻ rồi đó, là trong cái ngày Tết thì ông thấy là cũng giống như là một cái ngày bình thường, không có gì vui hết, bởi vì những cái ngày xưa đó là mình rất là thiếu thốn, nhưng mà ngày xưa thiếu thốn nhưng mà ngày nay rất là đầy đủ rồi, thì ông cũng không có tham gia vui vẻ trong những ngày Tết hay sao? Không có như thế này, thưa quý vị. Tôi đó thì con cháu tôi nghĩa là mười mấy đứa mà để nói không nói rằng là nó rất là thành công. Bác sĩ, luật sư, dược sĩ rồi thì kỹ sư đủ hết á. Thế nhưng mà tôi cũng vẫn không vui. Là bởi vì tôi nhìn thấy cái hoàn cảnh của tôi từ trước bây giờ, lúc tôi sang đây tôi 43 tuổi, bây giờ tôi gần 90. Thành thử đâm ra con cháu thì nó rất là hiếu thảo, nó đến nghĩa là đầy đủ. Khăn giống áo dài, rồi con Lai Mỹ cũng có, mà con Việt cũng có, vì nó đến nó chúc mừng. Thế nhưng mà cái tâm trạng của tôi nó vẫn không vui, là bởi vì nó không giống như cái không khí ở Việt Nam. Mà chúng tôi đến đây đã tâm trạng, cái tâm trạng cũng đã buồn rồi. Đó. Mình không có thiếu cái gì ở đây cả, không ai thiếu cái gì ở đây ngày Tết cả. Mình thử đâm ra cái đó cũng cần phải bàn đến. Nhưng mà cái tâm trạng vẫn không vui được, là bởi vì mình nhìn thấy vui là tại vì không vui trong lòng. Không vui trong lòng, đúng như thế. Con cháu thì nó nói tiếng Mỹ ngọng ngọng, thì nó nói tiếng Việt ngọng ngọng. Con chào ông, con chào bà, rồi luôn trước ông, con thương bà. Mà nó nói nhưng mà nó không biết nó nói gì cả. Bố mẹ nó dạy cho nó như thế, mà nó đến nó chỉ có biết nói như vậy thôi.
Đấy. Thì này nó không 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 có biết là nó có gì cả. Thì đâm ra đó là những cái vấn đề chưa đó. Bọn tôi đến đây đó muốn ăn cái lòng heo cũng không có. Là bởi vì cái ngàn đâu thì có chỗ nào có lòng heo. Bọn tôi phải mấy gia đình phải rủ nhau đi đến mấy cái lông trại mà người da màu người ta nuôi đó, nuôi heo đó, rồi chỉ đến con nào thì họ mang ra họ làm thịt con đó, rồi họ hỏi mình là có muốn lấy lòng à, có giữ lòng lấy những cái gì không, thì mình nhất định là mình đến đó thì để mà những cái vấn đề lòng heo cái gì là mình phải có lấy rồi. Nhưng họ cũng vâng, họ cũng nói rằng là tôi biết các quý vị thích cái lòng của chúng nó lắm. Đến lúc bây giờ họ sạch lòng đi rồi đấy cho mình lấy hết cả lòng phèo phổi rồi thì lời kia. Nhưng mà nhiều khi đến đó, thì chỉ con heo chỉ ngay phải cái con heo lái nó có bầu. Vâng, đến lúc đó thịt ra toàn những con heo con ở trong đó đó, đừng thử đâm đó. Đó là những cái giai thoại mà bọn tôi đến sau 75 đến Tết Tháp. Cảm ơn ông Trần đã gọi vào chia sẻ nha. Và con xin kính chúc cho ông Trần có một năm mới rất là nhiều sức khỏe, và những cái niềm nỗi buồn sâu thẳm trong lòng thì từ từ nó sẽ phai đi, dành cho những cái niềm vui, mình chấp nhận với thực tế những cái niềm vui hiện tại. Con cháu dù không có nói được tiếng Việt giỏi nhưng mà nó đã có cái sự cố gắng thì cũng ghi nhận thành đạt nữa. Cái đó mình cũng là một cái niềm vui rất lớn rồi đó bác Trần. Con chúc bác Trần như vậy nhé. Và xin quay trở lại với một thính giả kế nữa. 6656. Đầu năm xin kính chúc Cà Phê Sáng mọi người được bình an, hạnh phúc và may mắn. Mình thì bởi đơ, nói chung thì bên Mỹ thì cái gì cũng có hết, nhưng mà cái đầy đủ đó nó thiếu đi cái ấm áp, một cái tình thân, một cái quấn quýt, một cái mà xung vầy của gia đình và một cái không khí Tết mà phải gọi là hưởng trọn là thư thả từ tốn. Còn bên này thì nó chật vật và thời gian nó không cho phép, rồi cộng thêm hồi xưa là mình lâu lắm mới được ăn thịt, chỉ mong đến ngày Tết để được ăn miếng thịt, bánh cát, bánh chưng, hoặc là được sắm bộ áo mới. Còn bây giờ ngày nào cũng có đồ mới, ngày nào cũng có đồ ăn hết. Mình cảm thấy cái đó nó đầy đủ nhưng mà nó không có đủ đậm đà giống như cái kiểu tình quê Việt Nam. Rồi trước những ngày Tết đó, thì phải bận rộn dọn dẹp nhà cửa, xoay tủ để mà mình đổi hướng, để mà mình làm tạo cái niềm mới lạ trong nhà trong những ngày mà năm mới. Nhưng mà ở đây thì lại không có những không khí như vậy. Thực tế là thiếu đi cái tình, gọi là mình nói là cái sự mà đậm sâu của cái Tết ngày xuân, nó không có một ý nghĩa nhiều như là ở Việt Nam. Thật là mình rất là thiếu rất là nhiều, mặc dù đây đầy đủ hết mọi cái nhưng mà vẫn cảm nhận là không có thể nào bằng cái quê Tết quê hương được. Thì đó là cái cảm nhận của mình. Mình thấy nó có vẻ hờ hững, nó xa lạ, cộng thậm chí chúc nhau cũng bằng cái câu Happy New Year, chúc mừng năm mới. Chính xác. Dạ. Giống như mình nghe nó. Chưa kể lại còn cúng hỷ phát choi à. Nghe nó chướng gì đâu. Dạ, đó là đối với những người khó tính. Nó lạc lẽo, nó lạnh lùng, nó giống như là qua loa chạy khái cho nó có bị Tết thôi, chứ đừng mà thực sự là không có một cái gì sâu sắc hết. Đó là mình thấy cảm nhận trong gia đình cũng như là những người xung quanh. Nó lạc lẽo lắm, thiệt tình luôn á. Nhưng mà bây giờ thôi thì đất quê lại có thói thì nhập gia tị tục ở đâu theo đó. Đây tại vì phải hoàn cảnh môi trường rồi con người nó cũng không thể nào mà bằng quê hương được. Mình nói đi nói lại thì mình ở đây mình được tất cả là được nhờ nước Mỹ đã ủng hộ cho mình về mọi mặt rồi. Chỉ còn cái là mình phải siêng năng làm việc và tích lũy chịu khó tiết kiệm để mình có những cái gì mà mình thèm đạt mình có, cũng như là mình phải dùng hết những cái trí tuệ mình để mình giáo dục cái lớp trẻ sau này nó thể đi theo đúng đường. Còn mà bảo đi đúng theo truyền thống Việt Nam thì hơi khó đó. Chỉ cần nó đi đúng thành con người tốt là đó là cái may mắn, và thành đạt là may mắn rồi. Là cái phúc và cái lộc của mỗi người, mỗi nhà là đó. Cảm ơn chị đã chia sẻ những cái tâm tình của chị trong ngày Tết ha. Trong ngày mùng 1 Tết thì những cái điều gì mà quý vị cảm thấy vui nhất? Chúng tôi xin mời một thính giả kế tiếp 6160. Xin chào Cà Phê Sáng. Chúc Cà Phê Sáng mọi việc đều bình an và xin may mắn đến cho quý đài. Tôi có cái tôi là có cái niềm vui là Tết là thứ nhất là
bàn thờ của ông nội bà nội nó, bàn thờ gia đình mình đi chợ Tết mình sắm đồ lên cái bàn thờ mình thấy vui lắm. Dạ, dạ đúng rồi. Dạ. Hạnh phúc lắm, tự nhiên mình lên bàn thờ xong rồi có cúc và tự nhiên cái không khí Việt Nam Tết nó tràn về cho mình thấy ấm áp lắm cô Minh ơi. Dạ đúng rồi. Dạ dạ. Và cái tiếp là cái 30 con cái qua ăn với gia đình. Rồi sáng mùng 1 mình mặc được cái tà áo dài của Việt Nam lên. Rồi nhìn thấy nó hạnh phúc mà nó vui trong lòng, nó trẻ ra được 10 tuổi đó cô Minh. Dạ đúng rồi, dạ. Cô ở tiểu bang nào đây? Ở bên Tennessee Memphis nè, dạ. Tuổi Dần nè. Tuổi Dần Tennessee đó, dạ, Tennessee. Dạ, dạ. Có bữa gọi vô. Dạ. Đây nhân dịp năm mới nó nói về cái tảo dài Việt Nam mình á, rất là đẹp của mình á. Bận lên mình thấy trang trọng liền, thấy nó tôi thấy nó là tao tao. Tại bữa mình thi quốc tịch á, mình đậu. Cái con kêu mặc đầm đi, cái mấy hôm mình có tài áo dài Việt Nam đẹp mình mặc đi con. Cái tôi lên tôi nhận bằng quốc tịch tôi mặc áo dài. Cái cô cái người thẩm phán người Mỹ á, bà mới trao cái bằng quốc tịch, bà mới hỏi tôi là cái phải cái uniform này của Việt Nam My, của Việt Nam không? Cái tôi mới trả lời là cái uniform này của Việt Nam, đồng phục của Việt Nam, nước của mình á. Cái biết bà nói sao? Wonderful, wonderful. Bà không phải vỗ tay, bà đưa nó tay lên. Cái tôi nói trời, nhìn thấy mình thấy mình ấm áp, mình vui quá. Tạo dài Việt Nam của mình đẹp ghê, của mình. Dạ đúng, đúng rồi. À, thật là đẹp. À, Tường Minh có chia sẻ rất là nhiều những người đều có cùng một cái cảm nhận như vậy luôn cô. À, có một cái cô này cũng rất là nổi tiếng, cũng là người mẫu diễn viên, thì cô nói chứ em không mặc gì mà em cảm thấy tự tin bằng mặc chiếc áo dài hết. À, cảm thấy là cái dáng của người ta đã là rất là đẹp rồi, cao ráo mà dáng rất là đẹp, người mẫu luôn, nhưng mà mặc những cái trang phục khác họ vẫn không thấy thích bằng mặc áo dài. Em là mặc áo dài là em thấy tự tin nhất. Cái cô Minh biết không, cái tôi ra ngồi, tôi ngồi xong có cái ông, cái anh canh đi, cái ông Mỹ, ông cũng có đi kiến kinh của Việt Nam. Ông đi với người em lại nhận cái bằng quốc tịch, ông đi theo. Cái ông lại, ông nói với con gái, ông hỏi phải mẹ là Việt Nam My không? Cái nhỏ gái mới nói phải. Cái hỏi tại sao biết là mẹ là Việt Nam My? Ông nói sao? Tại ông có, ông ở bên Việt Nam, trước Việt Nam chiến tranh, ông có qua Việt Nam. Việt Nam mặc, người phụ nữ Việt Nam mặc áo dài đẹp lắm. Thấy Việt Nam mà mặc áo dài lên là biết là người phụ nữ Việt Nam rồi. Dạ đúng rồi, cái đó là vui nhất Tết, cô mặc áo dài ha. Mai mốt mặc áo dài thường thường chứ không cần phải Tết mới mặc đâu. Dạ. Đi chùa, đi nhà thờ, có gì áo dài lên. Dạ. Đi chùa cũng mặc trong thừa, tôi ngày thường chỉ có Du Lan với Phật Đản mới mặc áo dài, còn ngày thường đâu có mặc áo dài đi đâu được. Bởi vì có cái áo dài nhờ người bạn gửi qua mặc mấy ngày Tết á. Trời ơi, nó vui mà nó ấm áp, nhìn nó trẻ 10 tuổi đó cô Minh. Đúng rồi, dạ, dạ, cảm thấy niềm vui từ trong cái lời nói của cô luôn. Ha. Dạ, rất là vui, cảm ơn cô chia sẻ nha. Dạ. Cảm ơn nha. Dạ, dạ chào cô. À, đúng rồi, vui từ trong những cái chi tiết nhỏ nhặt ha. Rất là đơn giản khi mà mình được khoác lên cái chiếc áo dài, mình đi ra ngoài. Rồi rất là nhiều người chiêm ngắm thì cũng rất là thích ha. Rất là vui, hôm nay chị Loan cũng rủ mặc áo dài luôn đó. Dạ. Dạ, yeah. Lâu lâu thì mới diện để cho nó vui, nó có không khí Tết. Con cái cũng vậy nữa, có nhiều nhà họ cũng chịu khó lắm. Trang phục này kia nọ. Rồi tụi mình có vui một cái nữa, gần Tết thì con cái ai cũng muốn diện hết. Nhà nhiều đứa thì nó chỉ có mặc cái trong cái dịp Tết thôi. Thành ra mua sắm cũng tốn kém. Rồi sống cái ở lớn trong nhà thờ của em là con... Ai mà có con lớn lớn á, đầu truyền xuống cho những người bạn bè, không phải là bạn thân gì đâu, nhưng mà tại vì sinh hoạt chung thôi, thì thấy cỡ cái dáng con mình có đồ dư ra chật rồi, con mình không mặc được nữa, vẫn còn mới. Thì nói, em có áo dài nè, con chị mặc hay không, vui. Cái chuyện nói tay với nhau vậy, đỡ phải may. Tại con nít nó lớn lẹ lắm chị, may áo dài rồi gửi qua rồi cũng mắc mỏ rồi cũng mất công nữa, thì còn mới thì... share với nhau để Tết ai cũng đẹp hết. Thì đó cũng là những cái niềm vui trước Tết, trong Tết và sau Tết thì giờ chắc chắn cũng sẽ còn tiếp tục những cái niềm vui nó sẽ dài dài như vậy. Đúng là nhiều người nói là không khí không có, nó không có được như Việt Nam, nhưng mà em thấy bây giờ là đúng cái bậc đi trước, giống như là anh Vũ Kiểm, mấy chú bác ngày trước không có được như mình bây giờ mình được quá sức quá rồi, thành thử ra enjoy thôi. Dạ. Dạ vâng.
Với lại Lân nghĩ rằng đúng là không thể nào mình ở trên xứ Mỹ mà mình hưởng được những cái giống y như Việt Nam, nhưng mà Lân nghĩ rằng mình có được những cái này là Lân thấy vậy là vui lắm rồi đó. Dạ. Đừng đánh bồ cua. Dạ. Ông bà mình có nói cái câu là tri túc, tiện túc, đãi túc, hà thời túc. Bây giờ mình thấy nó đủ, mình biết nó đủ và mình có được điều đó thì Lân cảm thấy cái đó là vui rồi. Chứ bây giờ mình ở trên Mỹ, nước Mỹ mà mình đòi hỏi nó giống y như Việt Nam thì Lân nghĩ cái đó nó hơi khó. Cũng không cần phải, không phải là đòi hỏi giống y như bên Việt Nam, nhưng mà thực ra mà nói là cần những người như là quý chị gìn giữ cái nét bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc, đặc biệt là ngày Tết. Tại vì quý chị hen phải nói thẳng là làm ở trong cái môi trường công ty Việt, Đài Việt ngữ, nó còn có cái sinh hoạt như vậy, chứ thử tưởng tượng nếu ở tiểu bang xa, làm trong cái môi trường hoàn toàn là Mỹ, người ngoại quốc, không dính dáng gì tới cái này hết. Có muốn giữ không thực hiện được. Hôm qua em có đi ăn chung với gia đình của một cái hai đôi vợ chồng này. Hồi trước em làm MC cho đám cưới thì ngày Tết thì cũng nhớ tới, rồi xong rồi mời đi ăn Tết chung với nhau với gia đình. Thì em đi thì cổ thì cũng làm cho một cái công ty Mỹ hoàn toàn. Ngày Tết thì cổ xin nghỉ ở nhà ăn Tết, nhưng mà cuối cùng thì công việc bận quá thì sếp cũng gọi vô. Thì cổ có chia sẻ là họ cũng, tại vì bây giờ Á Châu cũng đông, Việt Nam cũng đông, nên công ty cũng biết và có đặt order online nào là cơm chiên, những cái món đồ ăn Á Châu để cho những người Á Châu đó họ ăn Tết chung với nhau. Rồi cũng có lì xì, kể cả hôm qua cũng có những người cảnh sát lên đây, rồi có nghị viên cũng lên đây, họ cũng bây giờ họ biết nhiều lắm rồi, họ biết là Việt Nam mình ăn Tết, rồi họ cũng học những cái câu nói. Có nhiều người nói cái này họ nói mà không biết nghĩa gì, nhưng mà thật ra cũng biết vậy. Khi mà họ, nhất là đối với người ngoại quốc mà họ gặp mình, họ bập bẹ vài cái tiếng Việt Nam, sao em cũng thấy vui, chào cô, chúc mừng năm mới này kia cái đó, em lại rất là thích đó. Rất là cố gắng, giống như là chị cũng học vài câu tiếng Mễ đi vô chợ. Lúc mà người ta làm thịt đồng cá, người ta đưa mình nói bập bẹ vài câu nghe cũng vui, cho vui nhau đúng không? Và cũng cái đó là cũng một cái cách làm cho nhau cảm thấy nó happy trong cái đời sống thường ngày của mình. Buồn lắm rồi, đủ thứ chuyện buồn rồi thì những cái nhỏ nhỏ giống như là cái chị đầu tiên, chị Vân chia sẻ, em thấy rất là hay. Nhiều khi những cái lời chúc hay những cái hành động đó, mình thấy nó khách sáo lắm. Nó nếu mà mình hiểu nó là chỉ có là bãi bui xã giao thì nó là bãi bui xã giao, nhưng mà khi mà mình trong cái tâm tình mình đón nhận nó như một cái điều rất là thành thật thì mình cảm thấy rất là hạnh phúc, giống như một cái người chủ mà rất là tế nhị, nghĩ là ai cũng muốn hơn đầu năm. Nhưng mà em thấy cái chi tiền đầu năm không có gì là người ta sợ hết đó. Việt Nam mình đó là rất là sợ phải móc hộp bao trong cái ngày đầu năm, nhưng mà em nghĩ nếu trong cái ngày đầu năm mình có tiền để mình tặng, mình biếu, mình cho là mình đã dư giả rồi. Mình có tiền để mình phát lương, mình có tiền mình lì xì, nghĩa là mình sung túc rồi, mình dư giả rồi, mình mới làm được cái điều đó. Chứ mà chị mà không có thì làm sao mà chị làm được, đúng không? Thành ra đầu năm nên làm chuyện đó chị Lân, nên lì xì cho em. Đúng rồi, mình nên duy trì cái truyền thống là tặng nhiều á. Phải có mới tặng nhiều, phải sung túc người ta mới tặng. Thành ra cái câu lộc thánh của em năm nay em chỉ ước mong là nó thành sự thật thôi, không biết là thành sự thật hay không. Nhưng mà nhân tiện á, Tường Minh nói Lân cũng có nhớ tới nha, một cái điều rất là đặc biệt cho năm nay nha, mà Lân nghĩ là chắc anh Vũ Kiểm, Tường Minh cũng như quý khán giả chắc đều rất là thích cái điều đặc biệt của năm nay nè. Đặc biệt năm nay thì có một cái câu quốc cờ của Lân, của chia sẻ của nói năm nay có một điều may mắn mà tất cả mọi người sẽ đều được hưởng hết. Bởi vì năm nay khi mà đêm giao thừa đó thì trời mưa, mà người ta nói á, đêm giao thừa mà mưa như vậy đó là một cái năm rất là phát đạt, tất cả mọi người đều sẽ có tiền. Sốc lên hả? Theo như Lân nghe cái cô đó nói, mà Lân cũng có nghe nhiều người nói vậy đó. Ê, đêm giao thừa mà mưa đó anh Vũ Kiểm, thì là một cái báo hiệu, một cái năm mới là tiền vô như nước đó. Không biết ở những tiểu bang khác có mưa hay không, Houston thì mưa tầm tã, mưa đó là bởi vậy. Đó là một cái yếu tố, đâu phải mưa toàn thế giới đâu. Mình ở mình đây đó, là Houston, mình Houston, cái mình mưa mà mưa lộc trời, gọi là mưa xuân lất phất, nó khác với lại cái mưa ảo ạt, mưa bão tố như là mưa ở Houston, ở cái vùng nhiệt đới ổn đới này. nhưng mà tụi mình thấy cái tinh thần của mình á, đúng rất là cái lạc yếu tố quan. Tinh thần cái tinh thần của mình nó vô cùng lạc quan luôn, tại vì á
mình chỉ có cái ngày Tết thôi, mình chỉ có cái ngày giao thừa thôi. Thành thử ra nếu như mà là ngày bình thường đó, thời tiết như vậy không ai muốn ra đường hết. Nhưng mà đối với trong cái đêm giao thừa mà em đứng em quan sát, em thấy rất là thương những người mà cái tấm lòng cái họ rất là mạnh mẽ ha, không có gì ngăn được họ đến với nhau trong cái đêm giao thừa hết, mặc dù là mưa gió rất là bất tiện, rồi lạnh lẽo nữa cũng rất là bất tiện. Em thấy ai cũng phải che dù, rồi vẫn mặc áo dài quần là áo lược, túm túm với nhau rồi chạy vô. Những cái hình ảnh đó có lẽ là nó sẽ động lại mãi cho mình. Nếu mà thời tiết đẹp thì không nói làm gì rồi, dễ dàng quá không nói làm gì rồi. Mặc dù là khó khăn như vậy mà họ vẫn phải giữ được cái đêm giao thừa với nhau. Rồi em rất là khâm phục cái tinh thần của người Việt Nam trong cái chuyện này. Đó là niềm vui của tụi mình trong dịp Tết này. Dạ. Thấy ai cũng gặp gỡ nhau rồi vui, không có ngại gì hết, không có ngại thời tiết, không có ngại sáng hôm sau phải đi làm. Lâu lâu mình ráng một tí xíu đâu có làm sao đâu, đúng không? Dạ, năm chúc mừng. Dạ. Chúc mừng. Dạ. Dạ, nãy giờ anh Vũ Kiểm anh nghe anh cũng thấy vui lây rồi đó. Phải không anh? Em thì rất là vui, em thật lòng là em thấy là các bậc cha chú của mình hồi trước qua Mỹ rất là khổ, không có được cái không khí như chúng ta ngày nay. Chúng ta ngày nay gọi là sướng quá, đẻ bọc điều rồi, được dọn ổ sẵn hết rồi, cái gì cũng có hết, thì cớ gì mà mình không vui? Dạ, có gì không vui. Yeah. Dạ. Nhưng mà nếu mà bây giờ mà mình vui nữa thì anh Cường anh sẽ không vui. Yeah. Chúng tôi cũng phải nói lời tạm biệt thôi. Ngày hôm nay chỉ là mùng 2 Tết thôi, vẫn còn dư âm ha. Chúng ta hy vọng là quý vị sẽ đón Tết hết nguyên cái tuần này luôn. Tới thứ Bảy, Chủ Nhật vẫn tiếp tục hàn huyên, gặp gỡ cùng với nhau để mà chia sẻ với nhau trong ngày Tết. Vì là tháng Giêng là tháng ăn chơi, ăn tới rằm nghe quý vị. Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình Cà Phê Sáng lần sau. Chúc quý vị một ngày mùng 2 Tết rất nhiều niềm vui bên cạnh những người thân yêu. Kính chúc quý khán thính giả một năm mới an khang thịnh vượng, an lành, nhiều sức khỏe và thật nhiều may mắn. Xin kính chào tạm biệt. Chương trình này được bảo trợ bởi công ty điện lực V247 Power, công ty điện đầu tiên của người Việt Nam với hóa đơn tiếng Việt. Nếu quý vị muốn tiết kiệm tiền điện, xin hãy gọi đến công ty điện lực V247 Power 1-855-990-9000, 1-855-990-9000 hoặc v247power.com. Vinashop 1-855-855-5888, 1-855-855-5888. Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng thiên tế Vinashop. 1-855-855-5888. Oyster Max Gold, sản phẩm dành riêng cho phái mạnh, bổ thận, tráng dương, tăng cường khả năng nam giới, bảo vệ hạnh phúc gia đình. Vinashoptv.com. 1-855-855-5888. Xbox, ngôi chợ Á Châu tốt nhất tại Hoa Kỳ kể từ năm 1982.